đọc đi thì Hay bài trình bày có tựa đề là Gia thời và các mức tiếp tiếp vào kỷ nguyên mới. Xin mời các thủ. Dạ con cũng chào chào chú, chào cô và các bạn. Dạ, chủ đề của con hôm nay là Gia thời bước chuyển tiếp vào kỷ nguyên mới. Con xin đi nhanh nè. Tài liệu tham khảo cho cái chủ đề này là chủ yếu con lấy từ cái khóa học Mystery Unveiled Course của chú Philip Lindsay và cuốn sách của chú William Nietzsche, Supernova và một phần của anh Walter Cullen. Hiện nay thì chúng ta đang thấy là chúng ta đang ở một cái thời đại mà nó khủng hoảng toàn cầu đúng không ạ? Khủng hoảng ở trên nhiều cấp độ và nhiều mặt. Vừa chiến tranh này, rồi vừa môi trường, sinh thái, biến đổi khí hậu, đại dịch, suy thoái về kinh tế. Thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu những cái góc độ về mặt chiêm tinh và về mặt cung, từ mặt góc độ nội môn của cuộc khủng hoảng này. Cũng như là lúc đầu em chỉ định dừng ở đó thôi, nhưng mà sau đó thấy nếu vậy thấy buồn quá, nên là thôi cho một chút hy vọng để chúng ta thấy đến cái thời đại mới thì sẽ như thế nào. Trước hết thì là cái ý nghĩa của năm 2025. Thì năm 2025 nó đánh dấu một cột mốc rất là quan trọng. Bởi vì như chúng ta biết là cái mật nghị thế kỷ cứ hàng trăm năm thì cứ vào năm 25 của cái thế kỷ đó, hình như là từ năm 1400 mấy, 1600 mấy gì đó, thì là thánh đàn bắt đầu là có cái cuộc mật nghị đó. Thì năm 2025 là cái cuộc mật nghị thế kỷ giữa thánh đàn và Shambhala sẽ bàn những cái công việc cho nhân loại liên quan đến cái thế kỷ đó. Và năm 2025 cũng là cái năm mà bắt đầu cái chu kỳ lâm phàm trở lại của cung 4, và nó cũng là đánh dấu nửa đường của chu kỳ 49 năm, cái chu kỳ nó gọi là chu kỳ quyết định của các chân sư. Do đó là nó có một cái tầm quan trọng. Về mặt chiêm tinh thì chúng ta nhìn thấy là Diêm Vương Tinh tiến vào dấu hiệu bảo bình từ năm khoảng 23 và 24 này. Rồi Hải Vương Tinh là biểu tượng Đức Christ, là biểu tượng Hải Vương Tinh, thì tiến vào Bạch Dương vào cái khoảng 25 và 26. Thổ Tinh tiến vào Bạch Dương 25 và 26. Mà Bạch Dương là cái dấu hiệu mà nó bắt đầu một cái chu kỳ mới. Và khi mà một cái sự trùng tụ của một cái hai những cái hành đại hành tinh đó, hoặc là đi vào một cái dấu hiệu mới, nó đều là khởi hiện cái báo hiệu cho một cái sự khởi đầu gì đó, mà chúng ta thấy là một loạt tất cả những hành tinh đi vào những cái dấu hiệu mới. Tiếp theo đó là Thiên Vương Tinh thì tiến vào Song Tử từ khoảng 25-26, và Mộc Tinh tiến vào Cự Giải, mà đó là cái dấu hiệu vượng địa của Mộc Tinh. Thế đó chúng ta thấy là đây là một cái chúng ta đang bước vào một cái thời đại mà nó chuyển giao, và nó cũng như là nó bắt đầu một cái mới. Ủa sao nó không đi? Ngoài ra thì là chúng ta xét đó là cái bối cảnh của năm 2025. Ngoài ra một cái bối cảnh dài hạn hơn, chúng ta thấy là cái khủng hoảng nó đã diễn ra từ trước trước đây rồi. Chúng ta thấy là Diêm Vương Tinh ở Market từ 2008 cho đến 2023, đó là chúng ta cũng nhìn thấy những cái chu kỳ đó. Thổ Tinh thì trùng tụ với Mộc Tinh ở Bảo Bình bắt đầu từ năm 2020, và Hải Vương Tinh thì nó nằm ở Song Ngư trong cái chu kỳ 2011 đến 2025, và Thiên Vương Tinh ở Kim Ngưu trong từ giai đoạn 2018 đến 2026. Chúng ta sẽ đi nhanh qua là những cái ý nghĩa của nó như thế nào. Diêm Vương Tinh ở Ma Kết từ 2008 cho đến 2023 thì Diêm Vương Tinh đại diện cho cái gì? Diêm Vương Tinh là nó cung cấp cái nền tảng dài hạn cho những cái sự kiện của hành tinh, và nó là cái vị thần của cung một, vị thần của hủy diệt, và nó cai trị, nó phá vỡ khi mà đi vào Ma Kết. Như vậy nó sẽ hủy diệt, nó phá vỡ cái sự kết tinh của Ma Kết. Nó vừa là hành tinh của sự hủy diệt mà nó cũng là hành tinh của sự chuyển hóa. Còn Ma Kết thì là đại diện cho những cái cấu trúc quyền lực, chính phủ hoặc là tập đoàn hoặc là cá nhân. Do đó chúng ta thấy là khi mà giai đoạn từ 2008 đến 2023, chúng ta thấy có những cái sự hủy diệt của những cái cấu trúc. Và Diêm Vương Tinh nó đã và đang tiết lộ cho nhân loại thế giới ngầm, tại Diêm Vương Tinh là thế giới của âm phủ mà, là vua của Underworld, cho nên là thế giới ngầm.
là cái kẻ chặn ngõ của thế giới, những bí mật, những hoạt động phi pháp, những scandal về tình dục, những cái thao túng của tập đoàn, lạm dụng tiền bạc vân vân, chúng ta cũng thấy rất là nổi lên từ cái giai đoạn này. Ngoài ra Diêm Vương Tinh và Hung Can thì nó cũng là hiện diện cho cái cuộc điển đạo đầu tiên, mà chúng ta biết là nhân loại như một toàn thể đang đi vào cái cuộc điển đạo thứ nhất. Như một toàn thể, do đó là đây là nó cũng đại diện cho cái điều này. Còn Vương Can thì vươn tới những cái chiều sâu, và Diêm Vương Tinh kéo lên bề mặt, hủy diệt những cản trở của bản chất thấp của phàm ngã. Và cái giai đoạn mười mấy năm này á, Diêm Vương Tinh nó quá cảnh thì nó đã được phóng đại thêm bởi cái sự trùng tụ với Thổ Tinh và Mộc Tinh. Như chúng ta thấy là Diêm Vương Tinh trùng tụ với Thổ Tinh và Mộc Tinh cũng trong cái giai đoạn này, và Diêm Vương Tinh nó mở ra các cánh cửa địa ngục của cõi trung giới để nhân loại đối mặt với kẻ chặn ngõ của chính mình. Kẻ chặn ngõ như chúng ta biết là nó đại diện cho tất cả những cái gì đen tối, mặt tối của chúng ta. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy là một cái sự kiện chiêm tinh khác là cái đại trùng tụ Diêm Vương Tinh và Thổ Tinh ngày 12 tháng 1 năm 2020. Đây là Diêm Vương Tinh và Thổ Tinh trùng tụ với nhau ở 22 đồi Bảo Bình. Đó là một cái đại trùng tụ lịch sử, bởi vì là cái sự kiện mà 500 năm có một lần. Và năm 1517 cũng cái đại trùng tụ này thì nó là xảy ra cái cuộc cải cách Tin Lành, về cải cách về tôn giáo ở châu Âu, là từ Thiên Chúa giáo thần chính, và nó phát xuất ra cái Tin Lành. Và nó cũng trùng tụ với đại dịch Covid-19, nó kích hoạt một loạt những cái khủng hoảng suy thoái kinh tế trên toàn cầu. Và Diêm Vương Tinh đã phơi bày ra các nhóm, các cá nhân đang thao túng cho nhân loại. Ngoài ra thì Thổ Tinh thì nó cai quản cung ba, với cái cung về tiền bạc, và Diêm Vương Tinh thì mang cái tính hủy diệt, còn Thổ Tinh thì nó tái cấu trúc lại. Và Thổ Tinh và cả Thổ Tinh và Ma Kết và cung ba thì tất cả điều này nó đều liên quan đến tiền bạc và việc sử dụng các cái nguồn lực. Thì cũng cái Diêm Vương Tinh trùng tụ với Thổ Tinh ở Ma Kết, nó dọn đường về mặt kinh tế và mặt tinh thần cho năm 2025. Rồi tiếp tục một cái trùng tụ khác là chúng ta cũng thấy đây là những cái anh cả trong các cái hành tinh, những cái là Diêm Vương Tinh và Mộc Tinh năm 2020. Thì ngày năm năm trong 2020 có 3 lần trùng tụ giữa Diêm Vương Tinh và Mộc Tinh. Tại sao nó có 3 lần, là bởi vì nó có cái sự nghịch hành á, nó đi qua là đi ngược lại, đi qua đi ngược lại, cho nên nó trùng tụ tới 3 lần vào ngày 4 tháng 4, ngày 30 tháng 6 và ngày 12 tháng 11. Thì nó lại càng tăng cường cái năng lực cho đại trùng tụ này, và nó kích hoạt cái mầm mống của trùng tụ đó thêm vài lần. Và cái Mộc Tinh thì nó đại diện cho cái sự chữa lành và cho sự tái thiết, trong khi Diêm Vương Tinh là sự hủy diệt. Do đó là nó kích hoạt cái sự sự chữa lành và tái thiết nữa. Mộc Tinh thì cai quản cung hai, cung bác ái minh trí, và nó cũng là cái tinh cung của linh hồn của nước Anh và nước Mỹ. Và sự phá hủy của Diêm Vương Tinh dọn đường cho cái lòng từ bi bác ái minh trí của Mộc Tinh. Và Mộc Tinh thì nó còn là cái hành tinh của sự phóng đại nữa, nó phóng đại các ảnh hưởng tiêu cực và tính vật chất của Ma Kết. Tức là chúng ta song song thấy thấy cả rất là nhiều những cái thăng và trầm, những cái đối cực nó ở nhau trùng lại với nhau. Cái đại trùng tụ, những cái trùng tụ như hồi nãy mình có nói, nó là đánh dấu cho cái sự khởi đầu mới. Và chúng ta thấy là vào cái ngày 21 tháng 12 năm 2020 đã có tới tới cái trùng tụ của Thổ Tinh và Mộc Tinh. Thì Thổ Tinh thì đại diện cho tâm trí, và Mộc Tinh đại diện cho trái tim. Và Mộc Tinh và trùng tụ Thổ Tinh thì nó cứ 20 năm nó trùng tụ một lần, nhưng mà cái đại trùng tụ tại Bảo Bình á, thì là lần lần cuối vào năm ngày 7 tháng 1 năm tức là cái đại trùng tụ mà nó gần nhau nhất á, tức là cái khoảng cách giữa hai cái hành tinh nó gần nhất, thì là từ từ năm 1405, và nó là cái thời kỳ bắt đầu thời kỳ phục hưng ở châu Âu. Và đây đều là hai cái trụ tinh ngoại môn và nội môn của Bảo Bình, mà Bảo Bình do đó nó cũng biểu thị cho một cái thời kỳ phục hưng mới. Và tức là trước đây chúng ta có cái thời kỳ phục hưng, thời kỳ khai sáng ở châu Âu, và bây giờ chúng ta bước vào thời và Bảo Bình, thì đây là nó cũng đánh dấu cho một cái thời kỳ
phục phục hưng mới. Và Thổ Tinh và Mộc Tinh nó đã từng nổi trội ở sông Ngư vào cái thời điểm mà Chúa Giêsu sinh ra vào năm thứ bảy trước công nguyên ấy. Và đó là cái thời kỳ trước đây. Còn bây giờ nó trùng tụ tại Bảo Bình năm 2020 sẽ đại diện cho không phải năm 2020 mà là năm 2020 nó có cái trùng tụ rồi, nhưng mà nó chưa chưa phải, nó chỉ là khởi đầu thôi. Còn người ta dự đoán là cái có những cái sự trùng tụ sau này là nó sẽ khởi đầu ở cái năm 2080 nữa, và ngoài ra nó sẽ mở ra cái thời Bảo Bình mà về mặt chiêm tinh sẽ bắt đầu trong cái thế kỷ tới, như Thiệu trưởng có nói là khoảng 2117. Và đại trùng tụ ở Bảo Bình kế tiếp sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng 3 năm 2080 cùng với Thiên Vương Tinh cũng ở Bảo Bình, như vậy ba hành tinh đều ở Bảo Bình hết. Dạ, thì sự ngoại hiện của Thánh Đoàn có thể sẽ xảy ra ở cái giai đoạn mà gần 2080 đến 2100. Dạ. Và tiếp theo đó nó cũng có một cái hiện tượng, một thiên tượng nữa là ngày 24 tháng 3 năm 2100 thì sao bắt đẩu, ngôi sao chỉ đường cũng sẽ thẳng hàng với thiên cực bắc của trái đất. Dạ. Và hải vương tinh ở sông Ngư trong cái giai đoạn này thì nó chủ yếu về hải vương tinh là chủ yếu về dòng máu, về virus, những cái bệnh khó chẩn đoán, nó về ảo cảm. Thì hải vương tinh nó ở sông Ngư là đúng cái dấu hiệu mà nó cai quản luôn, và hải vương tinh thì nó cai quản luôn Sa Tùng Thái Dương, và nó nhân loại thì đang nhận cái cuộc điểm đạo đầu tiên, do đó nó có cái cơ hội dịch chuyển tâm thức tập thể từ Tùng Thái Dương đến đến Luân Xa Tiên. Chúng ta biết là khi mà Hải Vương Tinh cách đây vào thế kỷ thứ 19 là từ khoảng 1847 đến 1862, cũng là một cái giai đoạn nó khởi sinh cái thông linh hiện đại và hội thần trí Blavatsky. Và còn cái giai đoạn mà 2011 đến 2025 tự nhiên mọi người sẽ thấy là giai đoạn đó rất là nổi lên, rất là nhiều nè tarot, rồi nhiều nhà thông linh, nhà dẫn kênh và những cái hiện tượng thần bí nữa, đúng không ạ? Mọi người có thấy như vậy không? Còn Thiên Vương Tinh ở Kim Ngưu trong giai đoạn 2018 đến 2025 á, thì Thiên Vương Tinh và Kim Ngưu thì nó đều kết nối với tiền bạc, và nó là cái cuộc cách mạng trong cái hệ thống tài chính. Và thì chúng ta biết là cái khi mà Thiên Vương Tinh ở Kim Ngưu cách đây là khoảng mấy chục năm trước á, giai đoạn mà 1934-41 thì là nó là cái cũng là cái giai đoạn khủng hoảng kinh tế toàn cầu kéo dài một thập kỷ. Và sau cái sự đổ của thị trường chứng khoán thì bây giờ chúng ta cũng chứng kiến một cái sự suy thoái kinh tế như vậy. Dạ, thì từ tác động kinh tế của đại dịch Covid-19 thì thế giới đã đi vào một cái cuộc suy thoái lớn. Đây là một cái xem như là, tại vì Thiên Vương Tinh nó giống như là một cái cuộc cách mạng và nó phải đẩy đến tận cùng, nó triệt để gì đó, nó là cái cú đẩy tuyệt vọng cuối cùng của các lực lượng vật chất, giống như cái sự hấp hối dãy dụa rất là mạnh mẽ của nó trước năm 2025. Nhưng mà Kim Ngưu cũng lại là chủ về cái cai quản cái đời người mới của sự thế gian, và Thiên Vương Tinh cũng chủ về huyền linh học, do đó Thiên Vương Tinh trong cái giai đoạn này cũng là về mặt tích cực thì nó cũng là đại diện cho cái sự bùng nổ của những cái điều này. Dạ, các chu kỳ của cung thì chúng ta trong cái thời đại này thì chúng ta biết là cung sáu đang rút lui, tuy nhiên cung sáu sẽ cũng còn đến khoảng cái giai đoạn rút lui của nó tới mấy trăm năm lận. Dạ, nó đã rút lui rồi và nó cũng còn vẫn còn tác động, và cung bảy thì đã tiến nhập và ngày càng mạnh mẽ hơn, và cung ba thì là theo bác Philip Lindsay thì nó là đang ở những chu kỳ bội, và dạ, tức là chu kỳ ở trong chu kỳ, và cung bốn đặc biệt là cung bốn sẽ tiến nhập từ năm 2025, thì cái này chắc là sẽ đi nhanh thôi. Thì cái cung sáu nó đã lui từ năm 1625, mặc dù ảnh hưởng của nó đã giảm dần nhưng nó sẽ vẫn còn được cảm nhận trong 200 năm tới. Dạ. Còn cung 7 về trật tự nghi lễ và tổ chức thì nó đã tiến nhập từ 1675 rồi, và nó đã mạnh mẽ lên từ năm 1945 và nó sẽ ngày càng mạnh mẽ dần trong 2500 năm tới. Và cái sự kết hợp của cung 6 và cung 7 ở biểu hiện thấp thì nó có thể
tạo ra. Cung 6 là cung tính, còn cung 7 là tổ chức, nên đó là nó có thể là cung tính có tổ chức. Cung 7 thì đại diện cho bản mình, và cung 6 là xung. Cái này thì là mình cũng đi ngang qua, bởi vì đã như Trinh Lan cũng đã giới thiệu rồi, cung 6 cũng đại diện cho cái nhà thần bí, là nó đã cái xu hướng của nhà thần bí nó càng càng giảm dần, và cung 7 là nhà thần bí thực tiễn hay là nhà liên huyền linh học ngày càng mạnh mạnh mẽ hơn. Thì cung 6 đã từng trong quá khứ đã thúc đẩy cái khát vọng tinh thần nỗ lực tiến đến cái tầm nhìn không lay chuyển, còn trong khi đó cung 7 là hiện thực hóa cái tầm nhìn đó, và chí nguyện thì nhường chỗ cho cái ý chí tinh thần. Và cung 6 thì tạo ra nhà thần bí trên con đường dự bị đỉnh điểm ở cuộc điển đạo thứ nhất, trong khi cung 7 là tạo ra người đệ tử cam kết, tạo hình tướng cho tinh thần và bắt đầu ở cuộc điển đạo thứ nhất. Cung 6 tạo nên cái nhìn chia rẽ về đời sống và quan điểm tôn giáo, có nghĩa là đời là thế tục là riêng, đạo là phải lên núi, còn đời là phố thị, cái gì vậy. Nhưng mà trong khi đó cung 7 là hòa nhập lại đạo ở trong đời đời trong, và tức là hòa trộn tinh thần và vật chất, hiện thực hóa tinh thần trong cái đời sống vật chất luôn, và hỗ trợ cái sự hợp nhất qua cái tính đa dạng của nó. Trong khi cái cung 6 là nó nhấn mạnh nhị nguyên giữa thượng đế và sáng tạo, tức là đối với cung 6 là thượng đế là một cái đấng ở đằng xa kia, và ta là ở đây, chúng ta hướng đến cái vị thượng đế đó. Trong khi đó cung 7 là dung hợp nhị nguyên đó, và chúng ta nhận thức cái thượng đế trong nội tại trong chính mình, và thượng đế như là sự sáng tạo, chứ không phải là thượng đế và sự sáng tạo, mà thượng đế như là sự sáng tạo, tức là thượng đế trong chính chúng ta và trong tất cả. Còn chu kỳ bổn của cung 3 thì là cung 3 là nó có cái biểu hiện lâu nhất, nó đã đi vào từ năm 1425, và năm 1875 nó đã hoàn tất, tức là hoàn thành xong cái cuộc đi vào của nó rồi. Như vậy nó ban đầu bắt đầu rút rút ra từ từ, nhưng mà nó vẫn còn trong rất là nhiều năm, và nó bắt đầu thời gian cái thu rút của nó, nhưng mà nó không phải là rút ra một lần, nó sẽ cuộn lại, có nghĩa nó rút xong cuộn là rút cuộn cuộn, tức là nó ra rồi lui, ra rồi ra ra vô. Như vậy là theo cái chú Lindsay nó suy đoán là nó, nhưng mà nó vẫn là cái speculation thôi, không biết là chú dựa vào đâu, chú nói là có thể là có một hoặc hai chu kỳ cung ba khác, cho đó nó tăng cường cái việc sản xuất và vật chất hóa đã diễn ra trong vài thế kỷ qua. Như chúng ta biết là thời đại của công nghiệp là công nghệ này, những cái đặc trưng của cung ba về vật chất. Còn cung 4 thì cung 4 tiến nhập về 2025, thì chúng ta biết là cung 4 là cái đại diện cho cái sự hài hòa qua xung đột. Mà cung 4 cũng là đại diện cho nghệ thuật, cho sự mỹ lệ nữa. Cho nên là chúng ta có thể hướng đến là sau năm 2025 là cái nghệ thuật của cái thời đại mới, những cái hình thức mới của sự chữa lành nè, của âm nhạc nè, của nghệ thuật, của thơ ca, của mọi thứ nó sẽ bùng nổ mà dưới một cái hình thức mới. Thì cũng với cái sự tiến nhập của cung 4 đó, chúng ta có thể nói đến cái cuộc phục hưng của thời đại bạo bình, và nó được xem như là thời kỳ phục hưng vĩ đại nhất trong lịch sử của nhân loại. Vậy thì cái thời kỳ phục hưng này nó chứa đựng những điều gì? Thứ nhất, phục hưng ở đây nó có nghĩa là tái sinh, nó là làm mới, làm sống lại, nó là cách mạng, cải cách và phục sự thế giới. Và thời kỳ phục hưng nó xuất hiện theo chu kỳ của mỗi thế kỷ, mỗi vài thế kỷ thì nó sẽ có cái thời kỳ phục hưng như vậy. Và thời kỳ phục hưng gần nhất của chúng ta là thời kỳ phục hưng ở châu Âu thế kỷ 15, 16. Ngoài ra nó cũng có những thời kỳ phục hưng khác trước đó nữa. Và nhiều cái thời kỳ đó thì nhiều cung bốn đã lâm phàm, và nghệ thuật, cái đẹp, âm nhạc và triết học ở châu Âu, đặc biệt như là ở nước Đức, chúng ta thấy. Còn cái cuộc phục hưng của thời đại bạo bình nó sẽ diễn ra khi mà hàng triệu người có cái sự tiếp xúc với linh hồn, và thời kỳ phục hưng mới sắp tới sẽ nhiều khả năng xuất hiện sau 2025. Khi nhân loại đã đạt tới mức độ khai mở tâm thức cần thiết thì thánh đoàn sẽ ngoại hiện trở lại lần đầu tiên sau hàng triệu năm. Chúng ta biết là cách đây hàng triệu năm rồi, ngày xưa trong thời Atlantis là thánh đoàn đã hiện diện giữa nhân loại chúng ta, nhưng mà sau đó thì là cái cánh cửa đã có một cái bức màn vô hình đã đóng lại, do đó con người không còn thấy thần tiên. Cho nên chúng ta đọc mấy cái chuyện cổ tích ngày xưa, chúng ta thấy ủa những huyền thoại tại sao người ta kể là có như vậy, cũng như chúng ta thấy ủa đó là tưởng tượng, nhưng thực ra là đã từng có như thế mới có những câu chuyện như vậy, đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ thì là thánh đoàn sẽ ngoại hiện trở lại, và chúng ta đang ở trong một cái buổi bình minh của một kỷ nguyên mới,
nhưng mà chúng ta vẫn phải đang nỗ lực chiến đấu xuyên qua đêm tối của chủ nghĩa vật chất và những thế lực hắc ám hiện tại đang tham gia trong trận chiến sống còn đối mặt với quyết định trở lại sắp tới của thánh đoàn sau 2025. Thánh đoàn đã không xuất hiện từ cuộc chiến Atlantis cách đây gần 4 triệu năm và thánh đoàn đã buộc phải rút khỏi việc tiếp xúc với con người vào thời điểm đó. Nhưng mà mật nghị 2025 sẽ quyết định về thời điểm tái lâm. Tuy nhiên dự đoán là để mà thánh đoàn có thể ngoại hiện thì cần rất nhiều cái sự chuẩn bị. Do đó ít nhất có nghĩa là sớm nhất có nghĩa là có thể là sẽ trễ đó là phải đến khoảng 2080 đến 2100 thì thánh đoàn mới ngoại hiện, và cũng không phải là ngoại hiện một lần mà sẽ là từ 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 từ, do đó cũng cũng còn xa, chắc kiếp sau. Và tùy theo cái mức độ khẩn cấp của tình hình thế giới, tuy nhiên có cũng có một điều vậy nè, tuy nhiên bởi vì nhiều khi tình hình thế giới mà khẩn cấp quá thánh đoàn cũng có thể ngoại hiện sớm hơn. Tức là ở đây nó cũng có hai ý, nếu mà chưa chuẩn bị kịp á, thì cũng chưa các ngài cũng chưa thể hiện, nhưng mà nhiều khi gấp quá để cứu thì có thể các ngài cũng có thể quyết định trở lại sớm hơn. Thì khi mà sự ngoại hiện của đạo viện của các chân sư thánh đoàn, khi mà ngoại hiện các đạo viện mà ngoại hiện trên trần gian thì cũng sẽ là giúp khôi phục lại các cái bí nhiệm và các trường hội môn mới sẽ bắt đầu trên khắp thế giới. Khi mà các bí nhiệm được phục hồi thì sẽ dọn đường cho các cuộc điển đạo đầu tiên được diễn ra về mặt ngoại môn chứ không còn môn nữa, và khoa học nội môn sẽ hòa trộn với khoa học ngoại môn. Tức là lúc sau này chúng ta sẽ học khoa học, và trong cái thực ra khoa học nó phải là một, nhưng mà khoa học là học về vũ trụ và học những quy luật, thì chúng ta bây giờ đang phân tách là tại vì như vậy thôi đúng không, chứ sau này chân lý nó lại phải để thể hiện khi mà người ta khoa học hiện giờ chỉ là khoa học thực nghiệm những cái gì phải đo đạt được mới 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 gọi là chân lý, nhưng mà thực sự ra chúng ta biết là có những cõi giới khác, và khi mà sau này khi mà cái giác quan của con người rồi những cái thiết bị đo mà nó nhạy cảm hơn thì là cũng giống như là người ta chứng minh được cái sự tồn tại của linh hồn, thì những cái điều này nó sẽ thành khoa học của nội môn sẽ thành là cái khoa học được học ở trong như là các trường đại học, lúc đó là sẽ học chương trình nội môn như bây giờ của chúng ta. Và bí mật về việc thỉnh nguyện với thiên thần cũng cũng sẽ được khôi phục dần dần. Tức là khi mà chúng ta có thể có được cách thỉnh nguyện với thiên thần, để có cách hợp tác để mà hợp tác với thiên thần để mà đưa cái thiên đàng xuống trần gian, có nghĩa là thực ra không phải là đưa xuống mà là chúng ta xây dựng cái thiên đàng trên trái đất này, và thiên thần âm thanh và âm nhạc sẽ được sử dụng theo cái cách hoặc là kiến tạo hoặc là quỷ dị. Tức là chúng ta sẽ biết cách sử dụng âm thanh âm nhạc và sự trợ giúp của các thiên thần sáng tạo hoặc sử dụng tùy tùy theo chúng ta, và các trường bí truyền ngoại hiện sẽ có một ảnh hưởng mạnh mẽ tới đời người mới phục sự thế gian trong công việc bên ngoài của họ, và các trường bí truyền sẽ có ảnh hưởng mạnh mẽ đến 10 nhóm hạt giống. Dạ, thì đi sơ về 10 nhóm hạt giống mà các bạn khi học Quest Universal các bạn học kỹ hơn thì là chỉ đọc tên thôi là 10 nhóm hạt giống trong tương lai, đó là nhóm giao tiếp viễn cảm này, nhóm các nhà quan sát lão luyện này, nhóm chữa lành từ tính này, nhóm giáo dục trong kỷ nguyên mới, nhóm thứ năm là nhóm về chính trị, nhóm thứ sáu là nhóm tôn giáo, nhóm thứ bảy là khoa học, thứ tám là tâm lý học, nhóm thứ chín là kinh tế tài chính, và nhóm thứ 10 là nghệ thuật. Dạ. Các bạn có thể suy ngẫm thử là mình thích cái nhóm nào không? Có thể định hướng cho mình. Dạ. Ngoài ra cái trong cái thời đại phục hưng này, như chúng ta biết là thời đại của Bảo Bình là thời đại của công việc nhóm, và điểm đạo bây giờ cũng là điểm đạo theo nhóm chứ không phải như ngày xưa là chỉ có từng người một thành thành đạo thành chánh quả hay gì đó, không là điểm đạo cá nhân, còn sau này sẽ là điểm đạo tập thể. Và trong 500 tới 500 năm tới thì các chư sư sẽ trình diện một số nhóm với đến điểm đạo Sanat Kumara cho cuộc điểm đạo vật ba, và tất cả những vị trong nhóm này đều đã được nhận điểm đạo một như nhiều ngàn người trên thế giới ngày nay, nhiều người đã nhận điểm đạo vật hai, và đặc biệt những người đang làm việc trong các đạo viện cung năm và cung ba, vì những đệ tử này nổi bật bởi tính chất là không có bị dính mắc vào cảm xúc. Về mặt giáo dục thì là mình cũng có một bài chia sẻ riêng chuyên đề riêng về giáo dục rồi, mình chỉ tóm tắt lại là thế giới đang chuẩn bị cho một cuộc phục hưng của tất cả các loại hình nghệ thuật, một cái dòng chảy mới mẻ và tự do của tinh thần sáng tạo, và những bước đi của nhà giáo dục sẽ quyết định cái bản chất của nền văn minh sắp tới. Bởi vì tại sao cần có cái sự chuẩn bị tâm thức
Và chính những nhà giáo dục sẽ là những cái người mà sẽ thực hiện cái công việc này, chuẩn bị cái tâm thức cho những cái nền văn minh sắp tới. Và trong cái giáo dục của thời đại mới thì chư sư có nói là giáo dục phải làm sao phải nhấn mạnh vào những cái khoảnh khắc vĩ đại của lịch sử, khi mà thiên tính của con người rực sáng, chứ không phải là như bây giờ chúng ta học lịch sử là chỉ nhấn mạnh vào những cái bạo lực và chiến tranh, mặc dù đó là một cái điều đó diễn ra, nhưng mà làm sao để mà chức năng chính của giáo dục là hỗ trợ sự khai mở tiềm năng của linh hồn. Và làm sao quan trọng nữa là chúng ta giáo dục những công dân thế giới. Công dân thế giới không phải là mà là công dân là cứ đi khắp thế giới gọi là công dân thế giới, mà là cái tâm thức. Chúng ta có thể ngồi ở Việt Nam nhưng mà chúng ta có một cái tâm thức của công dân thế giới, có nghĩa là tâm thức của xem tất cả nhân loại của chúng ta là một, không có phân biệt là chủng tộc, không phân biệt mà xem mọi con người, bỏ qua tất cả những cái nhãn dáng, những cái địa vị, những cái màu da, mà là xem mỗi con người đều là những cái người huynh đệ của mình. Và có một cái tinh thần hợp tác, thiện chí và giáo dục toàn diện, chứ không phải là chỉ là hiện nay là tập trung rất là nhiều vào giáo dục về mặt trí óc, đúng không ạ, ghi nhớ và hạ trí, trong khi đó là trong tương lai giáo dục phải là giáo dục toàn diện, cả trái tim, cả cái đôi tay, cả cả cái tâm hồn và cả cái trí óc, và làm sao phải phát triển nội tâm và phát triển cái tinh thần. Và giáo dục khai phóng thực sự là khai mở cái tiềm năng của chân ngã, tức là tiềm năng của linh hồn, tức là thực sự là sống như một linh hồn, và tạo dựng bầu không khí yêu thương, cảm thông, kiên nhẫn, ngăn nắp, trật tự, và chú trọng đến các tương quan nối kết, hàn gắn những chia rẽ để phục hồi sự hợp nhất. Và ba khoa học chính yếu của nền giáo dục trong thời đại mới là khoa học về Antaprana, khoa học về tham thiền và khoa học phụng sự. Và cái này là từ chú Philip Lindsay, chú có nói là các cái chủ đề lịch sử như là Magna Carta là hiến chương, cách mạng Pháp nhấn mạnh cái khái niệm về tự do, bình đẳng, bác ái, tình huynh đệ, hay là hiến chương Đại Tây Dương, những cái tuyên ngôn về nhân quyền và bốn quyền tự do, những cái khái niệm này phải thống trị thời đại mới, và nền văn minh non trẻ và nền văn hóa của tương lai, trẻ em phải được dạy về ý nghĩa quan trọng của năm tuyên bố vĩ đại này, cũng như tính vô nghĩa của thù hận và chiến tranh. Thì đây là cái bức tranh và bốn bốn cái quyền tự do của một cái họa sĩ mà ông cũng trong cái hội tam điểm, và nói về bốn quyền tự do mà tổng thống Franklin Roosevelt, ông có nói về bốn quyền tự do là tự do ngôn luận, tự do tôn thờ, tự do khỏi ham muốn, tức là không còn thiếu thốn nữa, và tự do khỏi những cái nỗi sợ hãi. Và ngoài ra những cái quan trọng về những cái nhân quyền, quyền lợi của con người nữa. Và đây là một cái trích dẫn của chân sư. Thì làm sao cái ý tưởng cơ bản là phải nhấn mạnh giá trị độc đáo của mỗi cá nhân và sự tốt đẹp của nhân loại, mối quan hệ của cá nhân với toàn thể, và trách nhiệm của cá nhân cần gắn liền với cuộc đời, gắn liền cuộc đời mình vào trong bức tranh chung một cách xây dựng và tự nguyện. Và tôi đã ghi nhận rằng sự phục hưng tinh thần sắp xảy ra trong thời gian tới, và một trong những mục tiêu ngay trước mắt trong giáo dục phải là việc loại trừ tính cạnh tranh và thay vào đó là tinh thần hợp tác. Đây là một cái điều quan trọng. Và cũng trong thời đại bảo bình này, các quốc gia linh hồn cung bốn được được dự báo, được tiên tri là sẽ nở hoa, tức là sẽ phát triển. Chúng ta biết cung chi phối nhân loại là cái cung bốn, mà cái cung bốn thì nó sẽ bắt đầu đi vào biểu lộ từ năm 2025 trở đi. Thì các thực thể cung bốn, cho dù là ở linh hồn hay là phàm ngã, nó đều trải qua nhiều xung đột. Nhưng chúng ta biết thời Thế chiến thì như là Ý, Đức, thì Ý, ở Ấn Độ có phàm ngã cung bốn, còn ba quốc gia linh hồn cung bốn là Brazil, Đức và Áo là dự kiến sau 2025 thì là những cái sự nở hoa trong cái thế giới. Chúng ta biết là nước Đức trước đây trong thời kỳ khai sáng của Phương á, đã rất là nổi trội về mặt nghệ thuật này, âm nhạc cổ điển này, rồi triết học là những cái triết gia nè, rồi nghệ thuật này, thì là họ cũng sẽ lại phục hồi trở lại. Và riêng Brazil thì chúng ta biết là Brazil ngoài ra còn là cái mầm mống của căn chủng thứ sáu nữa. Một cái điều rất là thú vị mà em nghĩ là
nó sẽ mang lại cái sự tự tin và cái niềm vui cho chúng ta, đó là nỗi sợ chết đã chấm dứt. À, đó là theo bác Philip Lindsay bác nói vậy, là gần đến thế kỷ sau, thực ra là bác có trích dẫn từ trong cuốn trị liệu huyền môn của JCDK đó, thì bác chỉ nói tóm tắt là gần đến thế kỷ sau, khoảng gần 2100 thì cái chết cuối cùng sẽ được xem như không tồn tại, tức là chúng ta vẫn chết nhưng mọi người chỉ là nỗi sợ chết thôi. Tức là chết thì vẫn chết nhưng mà không còn sợ chết nữa, là tại vì sao? Bởi vì sự lúc đó là sự liên tục tâm thức sẽ được phát triển rộng rãi, và nhiều người thuộc những dạng tiến hóa cao nhất trong nhân loại sẽ hoạt động đồng thời ở cả hai cõi giới. Tuy nhiên em nghĩ là cái cột mốc đưa ra thì nó cũng chưa hẳn là chúng ta cũng không cần dính mắc vào nó. Nó có thể là hàng trăm nhưng mà em theo em là có thể là lâu hơn. Nhưng không biết được, nhưng mà đại loại là trong tương lai thì là khi mà có cái sự liên tục tâm thức rồi á, thì là không còn chúng ta đi vào cõi hoạt động được không nữa, mà thì nỗi sợ chết cổ xưa sẽ biến mất, tương tác giữa cõi trung giới và cõi trần sẽ được thiết lập vững chắc và được kiểm soát một cách khoa học, đến nỗi công việc giao tiếp qua trung gian đồng cốt sẽ chấm dứt, có nghĩa là không cần trung gian đồng cốt nữa mà chúng ta có thể giao tiếp được với cái cõi trung giới luôn rồi. Và sự thống trị của nỗi sợ chết cổ xưa bao nhiêu lâu rồi sẽ đang đi gần đến hồi kết. Chúng ta sẽ sớm tiến vào một thời kỳ của tri thức, khi mà chúng ta được giáo dục, được hiểu biết về luân hồi tái sinh và hiểu biết về sự bất tử của linh hồn, thì mọi nỗi sợ sẽ được xóa bỏ, và không có gì, đây là cái lời của chân sư, là không có gì nhiều phải làm ngoài việc đưa toàn bộ chủ đề lên một cấp độ khoa học hơn và dạy cho mọi người cách chết một cách khoa học. Lúc đó chúng ta sẽ xem chết giống như là việc mà chúng ta đi qua một cái cõi khác, chúng ta đã hiểu biết về những cái ở đó thôi. Tuy nhiên cái cột mốc mà chú Philip Lindsay đưa ra thì em cũng không biết, em nghĩ là chắc phải lâu hơn chứ, tại vì để mà đạt được cái sự liên tục tâm thức á, nó không không có dễ, mà 2100 năm có vẻ còn được gần quá. Ngoài ra âm thanh, màu sắc, tính tự và chuyển động, thì cái sự kích của âm nhạc thì là chúng ta biết là một số cái âm thanh nó có cái khả năng với những cái tần số, với những cái năng, với cái mức độ rung động nhất định thì nó có thể gây tan vỡ, nhưng mà nó cũng có thể chữa lành tùy theo cái mình điều chỉnh cái mức độ của nó. Và giai điệu nữa, một số âm thanh khác nó kích thích và nó thu hút, khi mà chúng ta biết được chủ âm đời sống của một người, cái này nó liên quan đến tâm lý học nội môn, nó liên quan đến cung nữa, tức là khi mà chúng ta biết được cái cung, và cái này chỉ là giới thiệu thôi, còn đi sâu nghiên cứu thì mình cũng chưa biết, nhưng mà mỗi người sẽ có một cái cung nổi trội và nó sẽ thích hợp với cái cung nào, và khi chúng ta sử dụng những cái cung đó thì là chúng ta nó sẽ giúp chúng ta có thể khai mở được, chữa lành. Và các định luật huyền linh được tiết lộ sau điểm đạo thì là nó là những cái định luật sẽ cơ bản về màu sắc, âm thanh và nhịp điệu, và khi chủ âm chân ngã được xướng lên hài hòa với những chân ngã khác, kết quả là sự tan vỡ của thể nguyên nhân và phân tách khỏi phần ngã và đạt được sự hoàn thiện. Rồi sẽ đến lúc người ta hiểu được giá trị của sự kết hợp giữa âm nhạc, giữa xướng tụng và chuyển động nhịp nhàng và sử dụng để đạt được những kết quả nhất định. Thì ở đây đã có một số bạn đã thực hành DUP, Dance Universal Peace, thì mình nghĩ là cái hình thức đó kết hợp với chuyển động âm nhạc, và nó mang lại cái sự kết nối, mang lại sự chữa lành, và nó cũng là một cái hình thức tâm linh, thực hành tâm linh rất là hay, giúp kết nối mọi người. Mình nghĩ là nó sẽ ngày càng nở rộ trong tương lai, khi mà cái tâm thức nhóm, khi mà cái sự kết nối cộng đồng nó các nhóm người sẽ tập hợp lại cùng nhau để nghiên cứu và học về cách ảnh hưởng sáng tạo hay hiệu quả thanh luyện của âm thanh, tức là âm thanh lúc này nó còn có khả năng thanh luyện nữa, vì nó có thể giống như nó giúp chúng ta loại bỏ những cái vật chất thấp nha, hoặc là những cái rung động thấp nữa, theo âm luyện của âm thanh theo trật tự, có nghĩa là không phải là âm thanh lộn xộn, phải muốn đưa âm thanh nhà âm thanh, mà nó phải có những cái quy luật gì đó, tức là cần những cái chuyên gia học về những cái này, và cùng với chuyển động và hợp nhất thì nó có thể giúp chữa lành bằng bằng màu sắc, bằng chuyển động, bằng âm thanh. Và hiệu ứng kiến tạo tác động lên ba thể sẽ được nghiên cứu bằng nhãn thông, hiệu ứng loại bỏ vật chất của các thể sẽ được lập bản theo sơ đồ, và tri thức thu đạt sẽ được ứng dụng để mà giúp chúng ta cải thiện các thể. Cho nên sau này dự đoán là những cái phương thức chữa lành sẽ dùng màu sắc, dùng âm thanh để trị liệu nữa, âm nhạc sẽ được sử dụng rộng rãi trong xây dựng và kiến tạo nữa, và trong 100 năm tới nó sẽ là một đặc tính trong công việc nhất định, có tính chất kiến tạo và sử dụng cái âm thanh theo một cái trật tự để đạt được những mục đích nhất định.
Và đó là đấy là những cái mà chúng ta thấy cái ảnh hưởng của cung 4 này, và cái ảnh hưởng của cung 7 với nền kinh tế là cái cung 7 là nó cái cung phù hợp nhất của sự tổng hợp, cho nên chúng ta sẽ thấy cái tăng trưởng của thương mại quốc tế, của cái sự toàn cầu hóa, của cái sự hợp nhất này, rồi cả cái luật lệ về fair trade, thương mại công bằng, và cái sự tổ chức các quy trình quản lý có sự tham gia. Và ngoài ra là chúng ta cũng sẽ thấy cái sự nổi lên của những kinh doanh có trách nhiệm với xã hội, và những cái khởi nghiệp cam kết với những cái công nghệ xanh, rồi nền kinh tế tuần hoàn. Và nhiệm vụ của thiên liêng của các doanh nhân là quản lý các nguồn lực để bảo đảm sự nuôi dưỡng cho mọi sự sống của con người, và sự sống còn của nhân loại cuối cùng phụ thuộc vào việc phân phối đúng đắn các nguồn lực và phúc lợi của toàn thể phải đặt lên trước lợi ích của các nhóm nhỏ đặc quyền. Chúng ta biết là vấn đề của kinh tế nó không không phải là vấn đề mà là vấn đề của sự phân phối, chứ không phải chúng ta thiếu đâu, mà là làm sao phân phối được cho tốt thôi. Dạ. Rồi khoa học công nghệ, năng lượng hợp thành, điện từ, vận tải siêu thanh cũng cũng là cái hứa hẹn của cái thời đại mới. Năng lượng khám phá không gian và người ngoài hành tinh. Dạ. Người ngoài hành tinh sẽ hạ cánh và chính thức giới thiệu bản thân của họ. Việc tiếp xúc ban đầu sẽ chậm, nhưng dần dần chúng ta sẽ trao đổi cả cả hàng hóa và văn hóa nữa. Trái đất sẽ tiếp nhận các đại sứ từ các hệ mặt trời khác, và chúng ta sẽ cử các đại sứ của chính mình. Cuối cùng, trái đất sẽ hòa nhập với xã hội của thiên hà, giống như chúng ta hiện đang hòa trộn các nền văn hóa địa phương khác nhau vào một xã hội thế giới. Và người ngoài hành tinh sẽ không công hà cánh cho chúng ta, cho đến khi hành tinh của chúng ta phải tiến hóa tâm thức đủ để mà chúng ta không phải sợ, không tấn công họ, hoặc là cũng không có tôn thờ họ. Và chúng ta không cần đợi họ xuất hiện, thực ra là họ đang đợi chúng ta rồi, đang đợi chúng ta xuất hiện đủ. Và tôn giáo thế giới mới thì tôn giáo cái cung 7 nó sẽ thúc đẩy cái sự tôn giáo thế giới mới. Và cung cung 7 cũng là cái cung của nghi thức tâm linh, thì là nó sẽ là một cái tôn giáo, nó là tổng hợp lại cả cả Đông và Tây, sẽ là sự tổng hợp của Đông và Tây, và nhận thức về việc có thể kết nối với Thượng Đế nội tại hiện diện thiêng liêng trong chúng ta. Và cái việc mà tôn giáo thế giới mới sẽ là cái sự tu tập, sẽ là học tập tham thiền phụng sự kiến tạo cõi Antarana kết nối với thiên liêng. Dạ. Tiếp cận thiên liêng theo cách khoa học. Và tôn giáo thế giới mới sẽ nói về cái sự thật về tính bất tử, và hai đại luật chính là luật tái sinh và luật nhân quả. Và chúng ta sẽ có sự xuất hiện liên tục các thiên sứ, các thiên thải, các tiếp cận thiên liêng của nhân loại, và sự thật của thánh đoàn phải được biết tới. Dạ. Tình huynh đệ, sự hợp tác thế giới hòa bình dựa trên mối liên giao chính đáng của con người, nhận thức về sự kết nối lẫn nhau và tính nhất thể sẽ ngày càng tăng. Dạ, xin cảm ơn. Vâng ạ, xin cảm ơn Mentor Thủy Dương. Chúng ta biết rằng là Mentor Thủy Dương thì đồng hành